nào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quay. Yeah, ok. Và anh em biết mình đang đứng ở đâu không? Mình đang đứng ở trên cái quán KFC nè anh em. Đó, mình là người nhện mà mình có thể leo trèo thoải mái luôn. Bây giờ mình đi xuống nè. Đi xuống bằng cách nào đây? Rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần bám tường mình đi xuống thôi. Trời, đập mặt cho tôi rồi. Đó, bám nè. Trời ơi, đơn giản gì đâu á. Thôi, đi nó dễ dàng gì đâu. Chưa bao giờ nó dễ dàng như vậy luôn anh em. Đúng là người nhện ghê thật. Đây, bám tường nè. Yeah. Bắn tơ nè. Bắn tơ là trời ơi xém té. Trời ơi, oh my god. Ok, đi. Đó. Hoặc là có thể là nếu mà mình muốn á, mình cũng có thể kiểu mà mình trèo mà mình không cần phải dùng cái bắn tơ này cũng được đúng anh em. Đây anh em xem nha. Đây, những bạn nào mà chưa coi tập trước có thể kéo xuống phần mô tả hoặc là dạ kênh YouTube của mình để xem nha. Đây, mình sẽ bám tường cho anh em xem thử nha. Đó, đây bám tường nè. Bám tường nè. Người nhện bám tường thấy không? Ghê không? Ghê. Đúng rồi ha. Ui, cái khế của mình nó mọc trái lại nè. Được. Ok, bây giờ mình sẽ đi mình hái mấy trái khế này để mình ăn coi. Ok rồi, mình đã lấy được cái máy khoan nè anh em. Giờ mình sẽ lên mình hái mấy trái khế nha. Các bạn hiểu sao lý do tại sao mà hái có mấy trái khế mà phải dùng cái máy khoan luôn? Bởi vì cái này là mini world. Mấy cái trái khế nó cứng như đá vậy đó, nhưng mà không sao cả, vẫn có thể ăn được. Trời ơi, khế đó. Ui, hái mấy trái khế. Ui quá trời luôn, chín quá trời anh em. Mấy cái trái khế mà cam cam vậy nè, vàng vậy nè, là có nghĩa là chín rồi. À, cái trái này còn màu xanh. Trái này còn màu xanh cho nên là chưa có chín. À đây, trái bên đây nè. Hái. Ok, xuống lùm. Rồi xem coi, 6 trái rồi. Wow, cũng khá là nhiều rồi ha. Cái cây khế này cũng còn nhiều lắm, để mình hái tiếp đi. Đó, hái nhiều. À đúng rồi, hôm nay hình như là bên trường của mình đang họp phụ huynh, phải giờ mình đem qua mình mời mấy thầy cô với lại phụ huynh ở bên trường ăn đi cũng được. Ok, mình hái nha, mấy cái trái chín là mình hái hết, mấy trái xanh thì mình chừa lại để chờ cho nó chín. Đó. Ok, lầm. À, ok, bây giờ mình sẽ đem qua bên trường để mời mấy cô chú bên đó ăn nha. Đây lầm. Trời quá trời luôn, thôi đi thôi. La la la, mang qua biếu cho thầy cô ăn thôi. Thằng quá con, tao chờ mày hay lâu rồi á. Chờ từ mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết á. Ủa, anh là ai vậy? Sao tự nhiên anh chờ em chi vậy? Tao xin tự giới thiệu, tao là công tử Bạc Liêu. Tao là anh trai của thằng ngựa mặt ngu. Gì? Anh là anh trai của thằng ngựa mặt ngu? Đúng rồi. Ở đâu, anh đứng im coi. Ôi trời, cái gì sao mà to con của thằng ngựa mặt ngu. Ui, em to bằng có cánh tay của anh à. Ui, bự dưới. Tao là cái chỗ cho mày sân thi hả? Mày nhìn tao to lớn này, mày bắt đầu mày sân thi tao không? Không nói nhiều nữa. Hôm nay tao đến đây để tao tìm mày kiếm sổ, rồi là quên mất tìm mày kiếm mày để tính sổ. Tính sổ gì? Em có làm gì đâu, em có làm gì anh đâu mà anh tính sổ em. Trời ơi, tất nhiên là mày không có làm gì tao rồi, nhưng mày đã làm gì thằng em trai tao mày còn nhớ không? Em con ngựa mặt ngu hả? Em có làm gì nó đâu, em nhớ hình như là em chỉ mới đấm cho nó có vài trận nhừ tử thôi chứ có gì đâu. Mà đấm cho vài trận nhừ tử đúng không? Mày đánh em tao bây giờ mày nói là không có gì đúng không? Hả? Bây giờ mày muốn sao? Nhưng mà thằng em của anh nó làm việc xấu, nó đi nó ăn hiếp bạn gái rồi nó đi nó phá quậy, nó quậy phá trong trường, nó còn đánh em thì em mới đánh lại nó trước chứ. Em nó đánh em trước thì em mới đánh nó chứ em đâu có làm gì nó đâu. Mày nhìn cái tưởng tao trong quần đồng đang quan tâm không? Mày nhìn tưởng tao trong quần đồng quan tâm không? Tao nó làm cái gì tao không cần quan tâm hết, nó là em tao mà, nó làm gì cũng đẹp hết. Còn mày á, mày làm gì cũng xấu hết. Còn bây giờ hôm nay tao không nói nhiều mày nữa, tao đến tao tính sổ mày nè. Ok được rồi, bây giờ ông muốn đánh lộn đúng không? Muốn nè. Ông đụng nhầm người rồi, xin giới thiệu với ông, tôi chính là Spider-Man. Ok, và bây giờ tôi sẽ bắn tơ nhện. Tôi cột ông lại cho coi. Hãy xem đây. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, cái gì đâu, nhìn tội chưa kìa. Lớn người mà bây giờ bị mấy cái tơ nhện nó dính lại. Sợ chưa hả cái tên kia? Hey, bây giờ ta cho mày 3 giây để bỏ mấy cái đống rác rưởi này ra, không để tao tính. Tính cái gì trời ơi. Bây giờ ông đã bị dính vào trong cái tơ nhện của tôi rồi, như thế nên là ông sẽ không có cử động được gì đâu, không có thoát ra được đâu. Cái tơ nhện của tôi cứng lắm. Gãy tơ. Tao biết hết rồi, thằng ngựa mặt ngu nó nói tao hết về cái gọi là mấy cái tơ nhện này của mày đây. Mày nhìn tao mang theo cái gì đây? Nhìn chưa? Mấy khoan hả? Không được đâu, cái mấy khoan cũng không khoan được đâu. Trời lưu lưu. Không được đâu nè. Bây giờ mày muốn sao? Dạ. Nói gì đi. Dạ, bye bye anh. Dạ chào anh. Em về trước. Mày đánh tao.
Cái thằng này, thằng ngựa mặt ngu nó nói mày khỏe lắm rồi mà. Tao gõ cho vài chày là chết rồi. Thưởng thế nào, trời em là dễ. Tôi chưa có chết, tôi chỉ đang ngất thôi. Tôi đang ngất hả? Để tao gõ chừng nữa cho mày chết luôn à. Biến đổi trong lúc ngất được ông ta, hy vọng là mình sẽ biến đổi thành người nào đó. Làm ơn đi. Trời, cái gì mà lấy sẵn, dấp nhảy ghê hả? Ủa dạ. Có chuyện gì ta? Sao tự nhiên mình thấy cơ thể của mình khỏe quá, hình như là để mình ngồi vậy coi. Ủa cái gì à? Sao tự nhiên ông sợ tôi quá vậy? Sao mày biến người bình thường thành thằng biến thái vậy? Biến thái gì? Ủa trời. Mày mặc quần lót qua quần dài vậy? Ủa đúng rồi ha, sao tự nhiên mình lại mặc cái quần lót ở bên ngoài vậy? Cái quần lót màu đỏ. Ủa hình như đây. Màu đỏ đó, thằng là bên đây rồi, biến thái rồi. Trời ơi, quên, đây chính là Superman anh em ơi. Mình nhìn mình quen lắm, chỉ cần mình nhìn thấy cái quần xịp thôi là mình biết là Superman liền. Chứ có Superman mới mặc quần xịp ở ngoài thôi. đúng rồi. Cái tên kia, ta đã biến thành Superman rồi đây, bây giờ ta sẽ xử lý ngươi. Chấp gì? Mày nói chấp người, chấp cô, chấp nấm gì á? Hả? Superman chứ gì mà tự nhiên chấp cô là sao? Superman, ok, Superman. Ok, Superman, Superman, cái thằng bút Superman này, mình biết thằng Superman này là ngày bảy, có coi siêu nhân kế là hàng xóm nè. Thằng Superman, thằng chưa mặc quần lót qua quần dài mà nó khỏe lắm, nó đấm cái chết người luôn á. Đúng rồi, ta chỉ cần đấm một phát, ta chính là người mạnh nhất trong Marvel. Không tin, mình cũng sao tự nhiên mình gáy to vậy, mình cũng chưa biết mình có sức mạnh gì hay không. Để tí nha, để coi. Ủa trong người mình có gì đây? Ủa đấm nè, đấm bể mọi thứ. Ôi trời ơi, hình như cái viên đá này dùng để đấm anh em ơi, hình như cái viên đá dùng giúp cho mình tăng sức mạnh hay sao. Đâu để mình thử coi. Ngon nhào vô. Trời luôn, trời ơi, Superman người ta từ trên trời rơi xuống làm gì có thằng biến hình Superman được, tao giết mày luôn nè. Ủa sao đấm con phát mà chết queo rồi. Sao mày ăn cái gì mà mày đấm tao cái tao chết luôn vậy? Tôi là Superman mà tất nhiên tôi đấm hết mày chết luôn rồi. Không tin hả? Tôi đấm cho tao cái này. Chết queo rồi. Chưa đem được biến hình. Mày quên mất tao là một người có thể khả năng biến hình và có thể hồi sinh à. Tao là vô địch. Để tao mày vô đây. Cái gì vậy? Ôi trời, mình cái ông này, ông có thể hồi sinh được hả? Chết tôi. Ê đừng giết tôi. Mày đứng lại, tao gõ cho mày một cái thôi. Tôi ông cái cây của ông bự như vậy, ông gõ tôi cái tôi chết luôn rồi. Mày chạy đi, đúng rồi, tao sẽ gọi siêu nhân thần thú của tao nha, thần thú. Ngồi lên con này coi. Trời ơi, cái gì? Ông mập như con heo mà ông ngồi lên con voi có tí xíu à. Để mình coi có cách nào. Ông dí lên kìa. Cú đấm sức mạnh. Lên. Ủa cái gì? Ủa sao mình đấm? Hả? Cái gì vậy? Sao mình đấm con cái lủng rồi? Sao mày đấm được cái lỗ vậy hả? Tôi cũng không biết nữa, sao tự nhiên tôi đấm con phát rồi lủng cái lỗ bự ra luôn. Trời. Ủa mà. Kéo tôi lên đi. Sao kéo được tôi? Ôi anh em ơi, mình khỏe quá à. Mình đấm con một phát rồi lủng đất luôn. Thôi rồi mình thử lại coi. Hỡi. Ê, mày dựa người ta nha mày. Dạy, đấm. Ủa trời ơi, lủng đất luôn anh em ơi. Ôi trời. Tính leo lên hả? Không có chuyện leo lên được đâu. Leo lên. Ôi trời, cái ông này cũng khỏe lắm. Ông đã thấy được sức mạnh của tôi chưa? Sức mạnh gì phá hoại? Nhưng mày đào đất thì lúng vô mà kêu mày đi sức mạnh, tào lao. Đây là sức mạnh đó, tôi đấm một phát rồi lúng đất luôn. Ông sợ chứ? Anh nếu mà ông sợ thì ông chạy đi, tôi tha tội cho ông á, đừng dí đánh tôi nữa. Ok, tạm biệt, bye bye, tôi đi đây. Ôi trời. Ôi. Leo lên trời, leo lên được không? Leo, không leo lên được gì. Leo. Ôi, lên đây. Rồi, leo lên đây. Thôi, từ đây về sau mày đừng có đi đấm đất nữa, mày đấm này vô, tao lún vô sao tao lên. Người tao nó to này chứ nhảy không cao à. Ok, được rồi. Ok anh em ơi, bây giờ mình đã phát hiện được cái sức mạnh của mình rồi, bây giờ mình sẽ hù ổng nha. Bây giờ ông còn muốn quấn lộn vậy? Muốn. Không muốn. Thôi không sao cả. Nhìn nè, đi thôi, tôi chỉ cho ông coi này. Đi qua đây. Tôi chỉ cho ông coi này, đi qua đây đi. Tôi chỉ cho ông coi này nè. Ông thấy cái trường học không? Thấy. Xem này nha, nhìn cái trường học nha. Cái trường của mình nó hình như mình hơi quá tay, mình hơi sung rồi. Ủa mà cái ông đâu rồi? Mình leo lên rồi.
Ủa bây giờ sao? Sao mày được coi cái gì thế này? Một thằng mặc chìm đầu ngoài còn dài, nó lắm bay cái trường rồi. Ông bị gì vậy? Ông bị gì vậy? Tôi, ủa sao nãy tôi nhớ ông bự lắm mà sao giờ ông quéo lại còn có khúc à? Cái trường bự như vậy mà còn bóp quéo lại được còn một mẫu thì bây giờ tao bự như vậy mày bóp tao sao? Thôi bây giờ tao không làm đánh với mày nữa, tao đi nha. Hẹn gặp lại nhé, trời thằng gặp thằng khùng rồi. Ủa gì vậy? Mình hiểu anh em ơi, có nghĩa ông thấy mình đấm ghê quá, cái ông quéo lại mà các bạn biết là quéo cái gì thì các bạn biết rồi ha. Trời, nhưng mà mình hình như mình hơi quá tay, mình đấm con cái bỡ hết cái ngôi trường luôn rồi, trời là trời cái trường của tôi. Thôi bây giờ lỡ rồi thôi, chắc là mình sẽ về nhà mình kêu anh Mr. Dịch đem tiền đến đền. Tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Đi nhanh trời là trời cái gì đâu vậy. Ok, thì nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt với lại Timmy TV và Camui TV là các thành viên trong team Hero, để subscribe ủng hộ cho các thành viên của team Hero nha. Còn bây giờ mình không muốn làm Superman nữa đâu, cái gì đâu mà đấm nhẹ con cái thôi là bay luôn cái trường học rồi nè. Ơi là trời ơi, đấm cho bắn luôn cái trường cái nhà luôn rồi, đấm. Ôi trời, cũng ghê nha, cũng tính ra làm Superman, tính ra mình phá hủy thế giới rồi luôn anh em. Ôi kệ đi, nói chung là cái này để anh Mr. Vịt trả bồi thường tiền cho ta. Thôi mày không liên quan. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye, yêu anh này phải nói.